Chào mừng quý vị, xin chúc mừng nếu bạn thuộc những con sắp này thì từ nay đến mùng 1 Tết dương lịch bạn sẽ vô cùng may mắn. Vào những ngày này, những con giáp sẽ được thần tài gõ cửa, vận đỏ như son, làm bất cứ công việc gì cũng sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Vào buổi sáng, chỉ cần bạn mở cửa phòng là căn phòng của bạn đã ngập tràn sự may mắn. Bước chân ra đường, vận may sẽ bủa vây xung quanh bạn. Bởi vậy ngày hôm nay bạn sẽ rất dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và đó là các con giáp dưới đây. 1. Tuổi Mão. Tuần cuối cùng của năm 2022 là khoảng thời gian tràn đầy may mắn với người tuổi Mão, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến chuyện tình cảm lứa đôi. Nhờ có cát tinh phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn, khiến tiền đổ về đầy túi. Có thể thấy khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến, lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình. Con giáp may mắn tuần này cũng nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời hay người thường xuyên trao đổi mọi chuyện với nhau để cùng nhau giải quyết. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen, để quan hệ đôi bên nối lại như xưa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Tuần mới hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui đến với cuộc sống của người tuổi Tỵ. Người độc thân nhận được bạn bè giới thiệu cho đối tác phù hợp. Bạn và người ấy có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp hai người hiểu thêm về nhau. Với người làm công ăn lương, bạn được tạo rất nhiều điều kiện để khai phá khả năng của mình. Bạn tự thúc đẩy bản thân bứt phá và hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người làm ăn buôn bán. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên buôn bán hanh thông, khách hàng tấp nập. Tuy nhiên, do có bạch hổ hung tinh xuất hiện nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh mà chọn đường tắt, dễ xảy ra nguy hiểm. Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Tuần hứa hẹn những niềm vui sẽ đến với các cặp đôi con giáp tuổi Ngọ. Bạn có mong muốn chiều chuộng đối phương để cả hai có quãng thời gian hạnh phúc. Đối phương cảm nhận được thành ý của bạn nên cũng dành cho bạn sự quan tâm tương tự. Phương diện tài chính cũng đầy hứa hẹn khi bạn tìm những giải pháp kinh doanh, làm ăn khôn ngoan, gặt hái nhiều thành công trên thương trường. Bên cạnh đó, nhiều người đầu tư đất cũng gặt hái được thành quả nhất định. Với người làm công ăn lương, tuần này có thể là một tuần khá bận rộn với bạn. Tuy nhiên, công sức bỏ ra bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bạn đã làm được. Sức khỏe của con giáp may mắn tuần này hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ai đang bị ốm thì rất nhanh chóng hồi phục, thậm chí chính bạn còn cảm thấy bất ngờ vì khả năng chữa lành của cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất đạt được sự phát triển đáng mừng trong tuần này nhờ thái độ làm việc nhiệt tình, hết mình. Bạn dần tìm ra điểm mạnh của mình và lập kế hoạch để tạo ra những bước tiến mới trong tương lai. Thái âm che chở giúp người độc thân có cái nhìn tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Bạn không còn tìm cách từ chối người muốn tìm hiểu mình nữa, mà cho đối phương cơ hội trò chuyện, gặp gỡ mình. Người có đôi có cặp, bạn thẳng thắn hơn trong mối quan hệ. Nếu có vấn đề gì không hài lòng, bạn cũng nói trực tiếp với đối phương để đôi bên cùng tìm cách giải quyết. May mắn là về tiền bạc xuất hiện vào đầu tuần, những ai đang làm ăn, kinh doanh dễ dàng kiếm lợi trong thời gian này. Khoản tiền dư giả giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần lo đến chuyện cháy túi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, trên đây là những con giáp may mắn nhất từ nay đến mùng 1 Tết dương lịch. Liệu bạn có nằm trong số các con giáp may mắn này khi được thần may mắn ở bên trên che chở, giúp vận trình phất lên như diều gặp gió hay không? Cùng xem câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé! 1. Tuổi Tý.
Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý may mắn được đón nhận không ít tin tốt lành trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Cuộc sống có những chuyển biến tích cực giúp tinh thần của bạn phơi phới hơn hẳn. Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, cống hiến cả thời gian và công sức để có thể giành được những thành công xứng đáng. Đặc biệt thứ bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022, vận khí lên cao còn báo hiệu cơ may phát tài của tuổi Tý. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay, chớ nên chần chừ, có thể sẽ tuột mất tài lộc. Phương diện tình cảm ở thời điểm này ít có biến động, dù là người độc thân hay người đã có đôi đều phải hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp ích bạn rất nhiều khi không chỉ mang tới cho bạn nguồn động viên tinh thần mà còn nhận được những sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Người tiếp theo nằm trong danh sách con giáp may mắn cuối tuần này chính là tuổi Dần. Theo đó, những chú hổ có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái. Dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào tình trạng túng thiếu. Người làm công ăn lương cũng đón nhận may mắn khi công việc tiến triển tích cực. Sự tiến bộ của bạn trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ. Không dừng lại ở đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin mừng như nhân đôi niềm vui cuối tuần cho bạn. Người độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt. Và để được may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mùi. Cùng với tuổi Dần, người tuổi Mùi cũng là con giáp may mắn cuối tuần này. Phương diện công việc của bạn sẽ có nhiều tiến triển khả quan ở thời điểm này. Điểm báo tử vi cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên chấm và trao thêm cho bạn những ưu ái đặc biệt. Có thể ban đầu con giáp còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc, nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi được. Đường tài lộc của bạn cũng không có gì cần phải lo lắng, tiền đổ về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán, kinh doanh vô cùng phát đạt. Nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mão. Cuối tuần này, thần may mắn mỉm cười với người tuổi Mão, giúp vận trình của bản mệnh đón nhận nhiều tin mừng. Điểm báo tử vi cho thấy bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn, ủng hộ từ mọi người trong công việc. Cũng bởi con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng mối quan hệ, thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười. Khi gặp vấn đề khúc mắc, bạn cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc thời điểm cuối năm của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh. Niềm vui của tuổi Mão còn kéo dài sang cả phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ gặp được nốt nửa kia của mình trong ngày. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình nhé! Để được may mắn hơn trong thời điểm này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn nhất từ nay đến mùng 1 Tết dương lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!